Xin chào cả nhà, tôi là Giáp Wanka đây. Hôm nay tôi xin được giới thiệu cả nhà một sản phẩm tuyệt vời của Wanka, đó chính là Vios 2021 phiên bản G. Hiện tại thì xe đi mới 15.000 km và đây là một cái chủ trước của nó là người phụ nữ đi, thì đi rất là gìn giữ và xe còn mới đến 95%. Và xin mời cả nhà chúng ta cùng tham quan chiếc xe này. Xin giới thiệu cả nhà mặt trước của xe. Thì mặt trước của xe điểm nhấn đó là những thanh ngang của lưới tản nhiệt, và chúng ta nhìn thấy nó rất là thanh lịch và mạnh mẽ. Đồng thời cái cản trước của xe thì mới được mở rộng, thì chúng ta nhìn thấy nó rất là năng động. Thêm vào đó là hai chiếc đèn sương mù quanh cổ. Vì đây là phiên bản G, phiên bản cao nhất, thì được trang bị cụm đèn full LED giúp cho cái việc chiếu sáng tốt hơn. Vì thân xe thì được thiết kế với những đường nét được tối giảm, cho nên chúng ta nhìn tổng thể chiếc xe nhìn rất là lịch lãm. Bộ mâm được thiết kế đa chấu 15 inch hợp kim, chúng ta nhìn thấy rất là mạnh mẽ và năng động. Bánh xe hiện là vỏ zin theo xe, được trang bị sở hữu chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử. Về phần đuôi xe thì xe được thiết kế theo tiêu chuẩn của những chiếc Vios tại thị trường Đông Nam Á. Tuy nhiên ở phiên bản G này thì xe có trang bị một cặp đèn LED đã nhìn rất sang trọng và lịch lãm. Phần nội thất bên trong vẫn giữ vẻ quen thuộc vốn có, chỉ thay đổi và nâng cấp một vài chi tiết cho cảm giác thể thao hơn. Xe được trang bị toàn bộ ghế da màu kem, nhìn rất sang trọng vì chủ trước đi ít, rất giữ gìn, toàn bộ nội thất bên trong còn rất mới. Hệ thống giải trí và tiện nghi trên Toyota Vios 2021 có thể kể đến một số trang bị nổi bật như màn hình cảm ứng 7 inch, đài AM, FM, kết nối Wedding cho điện thoại thông minh. Xe được trang bị cửa thông minh, khởi động nút bấm, ga tự động, camera lùi. Về động cơ, Toyota Vios 2021 sử dụng hệ động cơ xăng, dung tích 1.5 lít, mô men xoắn cực đại 140 Nm, đi kèm là hộp số tự động vô cấp. Động cơ của Toyota thì rất bền bỉ, chi phí bảo dưỡng thấp, vì vậy rất tiết kiệm. Hiện tại xe đã được trang bị thêm, thứ nhất camera hành trình, thứ hai là cảnh báo phạt nguội, thứ ba là cảnh báo tốc độ, thứ tư là đo thảm, thứ năm là bóng inox, và tất cả những sản phẩm trên với trị giá là 40 triệu đồng. Vừa rồi thì chúng tôi vừa chia sẻ một chiếc xe rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và đặc biệt là nó còn rất là mới. Thì nếu anh chị em mua xe tại Wanka thì chúng tôi có những cam kết như sau. Thứ nhất là xe là chắc chắn là không đâm đụng. Thứ hai là không thủy kích và ngập nước. Thứ ba là không tua đồng hồ. Thứ tư là chúng tôi mua lại bất cứ khi nào mà khách hàng muốn bán lại chúng tôi. Thứ năm là xe là cam kết pháp lý và lịch sử rõ ràng. Còn chờ gì nữa ạ? Hãy ngay lập tức cầm điện thoại và gọi ngay số 0826 848688 để liên hệ với chúng tôi và xin nhận em nó về nhà với giá ưu đãi ngày hôm nay 520 triệu đồng. Quý vị sẽ sở hữu được em nó. Mua xe ở Wanka, xin an tâm về nhà.